không còn là phỏng đoán, Ukraine xác nhận phất cờ phản công, hàng loạt chiến tuyến rực lửa, Kiev liên hoàn tấn công, Nga mạnh tay cản phá không hòa nhượng, thế trận rằng co nghẹt thở. Tại Kherson, Nga nói Ukraine nã pháo xuyên đêm nhưng chẳng mấy chốc bị lính Moscow đánh tàn tác. Chưa hết, Moscow tuyên bố răng bẫy mìn, trăng chịt như thiên la địa võng, lính Ukraine xa chân, bị hỏa lực thổi bay. Còn ở Crimea, bán đảo này đang đối mặt với bài toán cấp nước sau vụ vỡ đập ca khốc ca kinh hoàng. Giữa lúc mặt trận bỏng rát, nhiều thuyết âm mưu lại xuất hiện. Chuyên gia nói, Mỹ, NATO đang tô vẽ thắng lợi cho Ukraine với những toan tính hiểm hóc. Đó là gì? Đáng chú ý có dữ liệu từ tình báo Mỹ cho thấy Ukraine có vẻ là thủ phạm của vụ tấn công đường ống Nord Stream. Cụ thể ra sao? các diễn biến khác khiến an ninh châu Á vô cùng bất ổn. Trung Hàn rơi vào khẩu chiến, chuyện gì đã xảy ra? Triều Tiên vẫn là gai trong mắt của Nhật Bản và Hàn Quốc. Seoul khẳng định sẽ không khinh suất. Trong khi Tokyo giả hạn lệnh phá hủy mọi tên lửa nguy hiểm của Bình Nhưỡng. Hơn 20 máy bay Trung Quốc hoạt động quanh đảo Đài Loan. Trong khi đó, mưa lũ, cháy rừng, nắng nóng càn quét nhiều nơi trên thế giới đẩy con người vào cuộc chiến phi đối xứng với tự nhiên. Quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế, cập nhật những diễn biến nóng rực trong cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Nga-Ukraine cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Như chúng tôi đã đưa tin, Ukraine đã chính thức nổ phát súng phản công với quyết tâm sắt đá, quét sạch quân Nga khỏi bờ cõi. Kiev Independent hôm 11 tháng 6 dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh đánh giá, lực lượng của Kiev đang tiến hành chiến dịch phản kích ở hàng loạt tiền tuyến. Vậy đâu là những điểm nóng chứng kiến sự trỗi dậy của quân đội Ukraine? Mời quý vị cập nhật với chúng tôi ngay sau đây. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ gọi tắt là ISW, các hoạt động phản công của Ukraine đã được ghi nhận ở vùng Luhansk Oblast, nằm ở vị trí cách khu vực trung tâm Luhansk mà Nga đang kiểm soát khoảng 88 km về phía Bắc. Bên cạnh đó, Đại tá Sergei Chekvati, phát ngôn viên lực lượng chiến đấu phía đông của Ukraine xác nhận, quân đội Kiev đã đạt được một số bước tiến đáng kể ở tiền tuyến Bắc Mút, trong đó lực lượng tiến thêm 1.400 mét. Các blogger quân sự của Nga cũng đã báo cáo về bước tiến của Ukraine ở phía Tây Bắc và Đông Bắc Bắc Mút. ISW cho biết thêm, Bộ Quốc phòng Nga và nhiều nguồn tin khác tuyên bố, lực lượng Ukraine tiến hành các đòn tấn công cục bộ ở vùng biên giới Donetsk, Japorizia, Oblast. Thêm vào đó, các cảnh quay vào ngày 10 tháng 6 cũng hé lộ, lực lượng Ukraine ở vùng phía tây Zaporizhia đã giành được một số lãnh thổ sau cuộc phản công ở phía tây nam và đông nam Orykiv. Tuy nhiên, cấp các cơ của sự Nga khẳng định, lực lượng Moscow đóng ở khu vực này đã thành công cản phá các nỗ lực tiến công của Kiev. Trước đó, hôm 9 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga có thể chắc chắn cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu, bằng chứng là họ đã triển khai lực lượng dự bị chiến lược. Ông cũng nhấn mạnh, quân đội Ukraine chưa đạt được mục tiêu nào tại các khu vực tiền tuyến và hứng chịu thương vong nặng nề. Hôm 10 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu của nước này đã bắt đầu. Phát biểu trong cuộc họp chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Kiev hôm 10 tháng 6, ông Zelensky nêu rõ các hoạt động phản công và phòng thủ đang diễn ra ở Ukraine. Tuy nhiên, người đứng đầu nhà nước Ukraine từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc phản công. Ông nói, tôi sẽ không nêu những hoạt động đó đang ở giai đoạn nào. Tôi liên lạc với các chỉ huy quân sự Ukraine mỗi ngày, bao gồm tổng tư lệnh Valery Zaluny và đại tướng Oleksandr Siskey, tất cả đều có tâm trạng tích cực. Hãy chuyển thông tin này tới ông Putin. Thời gian qua, phía Moscow xác nhận đã đối mặt với liên hoàn đòn đánh từ phía Kiev, đơn cử hôm 11 tháng 6, cơ quan ứng phó khẩn cấp của Nga ở vùng Kherson cho biết, quân đội Ukraine đã dội hỏa lực ác liệt vào các khu dân cư suốt đêm. TASS dẫn lời phát ngôn viên cơ quan ứng phó khẩn cấp của Nga cho biết, 30 quả đạn của Ukraine đã cày sới các khu dân cư ở vùng Kherson xuyên đêm. Cụ thể, phía Nga tuyên bố Kiev liên tục bắn phá các cơ sở hạ tầng dân sự khắp 5 khu vực thuộc vùng Kherson. Ukraine bắn tổng cộng 30 quả đạn pháo, hiện chưa có cập nhật về số thương vong và thiệt hại vật chất. Trước đó, vào hôm 10 tháng 6, TASS cho biết quân đội Ukraine đã dội 7 quả đạn pháo, bắn 52 đạn dược và tiến hành các đợt tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt vào nhiều khu vực. Phía Nga hôm 11 tháng 6 cũng tuyên bố đánh tan tác hệ thống phòng không OSA AKM, hàng loạt lựu pháo cùng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grand của Ukraine ở vùng gần dân. Phát ngôn viên cơ quan ứng phó khẩn cấp của Nga nói, một lựu pháo D-30 cùng với đạn dược của nó đã bị các nhóm chiến đấu của Moscow ở Dnipro phá hủy. Nhiều lính Ukraine thiệt mạng và bị thương. Một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad cùng ba người trong tổ lái bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, theo hướng Kherson, lực lượng Nga cũng tuyên bố hạ gục hệ thống phòng không Osa AKM của Ukraine cùng với 5 thành viên tổ lái và đạn dược. Theo hướng Kakhovka, Moscow khẳng định quét sạch nhiều vị trí tạm thời của quân đội Ukraine, khiến 22 người lính của đối phương thương vong, phá hủy hai phương tiện cơ giới. Lực lượng Nga cũng tiêu diệt lính Ukraine ở gần Berislav, tiêu diệt nhiều lính và phương tiện của kẻ thù. Còn ở khu vực Nhất một chỉ huy công binh thuộc nhóm chiến đấu phía Nam của Nga hôm 11 tháng 6 cho biết, kể từ khi chính thức phát động cuộc phản công rầm rộ, ngày càng nhiều lính Ukraine xa vào bẫy mìn và đớn đau trong thiên la địa võng mà Nga giang sẵn. TASS dẫn lời kỹ sư quân đội Nga có biệt hiệu là Kibrik tuyên bố, kể từ khi Kiev chính thức phản công, các vụ nổ xảy ra do lính Ukraine dẫm phải mìn của Nga đang tăng gấp nhiều lần người này giải thích tình trạng trên xảy ra là do ukraine tuyển mộ dân thường và đưa họ đến các tiền tuyến chỉ một tuần sau khi được huy động trong thời gian ngắn như vậy rất khó để họ học được các kỹ thuật công binh cũng như nghiên cứu lý thuyết về chất nổ trong khi những kỹ thuật này phải được tìm hiểu chi tiết phía nga cũng tuyên bố đã cài đặt các loại mìn chống người chống tăng và răng hàng loạt bẫy mìn cùng lúc đó trong thời gian rảnh, các kỹ sư quân đội nga đã tìm hiểu thêm các loại mìn mà ukraine sử dụng bao gồm chất nổ của mỹ đức và italy theo chuẩn nato Thưa quý vị, Sputnik hôm 11 tháng 6 dẫn lời chuyên gia bình luận về bề nổi có thể thấy các cuộc phản công của Ukraine vô cùng rầm rộ và binh sĩ nước này cũng hừng hực khi thế chiến đấu. Tuy nhiên, thì cho đến nay chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Kiev trên đà đạt được mục tiêu của mình. Trong khi đó, thì nhiều hình ảnh cho thấy khí tài mà phương Tây cấp cho Ukraine như xe tăng Leopard hay xe chiến đấu bộ binh Bradley đang bị thiêu đốt trên chiến trường. Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Nam Góc, bà Karen người được cho là có tư tưởng diều hâu cho rằng, mặc dù Mỹ và đồng minh hào phóng các vũ khí và phương tiện quân sự, nhưng có vẻ Ukraine không thể sử dụng chúng thành công vì các khí tài này đa dạng và không thống nhất. Kiev lại càng lúng túng hơn khi hỏa lực Nga dồn dập, phả hơi nóng. Bà Kiyotkowski nói rằng, Mỹ và NATO đang tìm cách lợi dụng lòng yêu nước của Ukraine để vừa đối đầu vừa quấy rối Nga và bằng một cách nào đó, mục tiêu sau cùng của họ là kiểm soát đất đai, con người và tài nguyên của Ukraine. Theo nữ chuyên gia, Kiev nên tìm cách thoát khỏi quần quay chính trị của Mỹ và nỗ lực bành trướng của NATO hướng đến kiến tạo hòa bình. Tuy nhiên, bà lưu ý, các chính trị gia Mỹ và Vương quốc Anh đang ra sức ngăn chặn mọi dấu hiệu tìm đến hòa bình từ phía Kiev. Trong khi đó, cựu sĩ quan CIA Philip Girardi nhận xét một số cơ quan truyền thông phương Tây đang cố tô vẽ rằng cuộc phản công của Ukraine đang thành công và Kiev đang áp đảo các vị trí của Nga. Tất cả chỉ là để chính quyền phương Tây củng cố sự ủng hộ từ công dân của mình. Tại sao như vậy? Ông Girardi chỉ ra Chính trị gia Mỹ, Anh và Đức cần tích cực hóa các diễn biến xung đột theo hướng có lợi cho Ukraine vì công chúng các nước này đang dần bất mãn với việc chính phủ chi số tiền khổng lồ để viện trợ cho Kiev, một chế độ vốn có lịch sử tham nhũng. Vị cựu quan chức còn nói thêm, có tin đồn ở Washington rằng các tướng lĩnh Ukraine có thể phê chuất ông Zelensky và tham gia đàm phán với Moscow. Tuy nhiên ở trên chỉ là những đánh giá từ các chuyên gia và được truyền thông Nga đăng tải. Hiện Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn đang thúc đẩy cuộc phản công và quân đội nước này báo cáo một số bước tiến nhất định. Trong khi đó, phương Tây tiếp tục đổ nguồn viện trợ vũ khí để tiếp sức cho Kiev khi chiến sự bước vào giai đoạn quan trọng. Các nước cho rằng Nga đã tiến hành cuộc tấn công phi pháp vào một quốc gia có chủ quyền và phải trả giá cho sai lầm của mình. Mọi kế hoạch hòa bình đều phải tính đến lợi ích của Ukraine. Giữa lúc xung đột với Ukraine tăng nhiệt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày càng có nhiều người dân nước này sẵn sàng nhập ngũ và tham gia các đơn vị tình nguyện. Moscow đã ca ngợi hết lời tinh thần đoàn kết trong nhân dân, cùng hướng đến một chiến thắng vang dội. Theo RT, trong cuộc phỏng vấn ngắn hôm 10 tháng 6, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Nikolai Pankov cho biết, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 6 đã có gần 13.500 người ký hợp đồng quân ngũ, tăng 2,1 lần so với hồi tháng 5 và tăng gấp 3,1 lần so với hồi tháng 4. Tháng trước, cựu tổng thống Nga, Dmitry Medvedev nói rằng có hơn 117.000 người tình nguyện gia nhập quân đội kể từ tháng 1 năm nay trong khi đó nhiều quan chức khác của nga tái khẳng định số tình nguyện viên gia nhập ngũ đang tăng lên mà không cần chính quyền phát động một cuộc động viên mới được biết đợt động viên vào mùa thu năm ngoái là đợt huy động quân lớn nhất của nga kể từ năm 1945 đã có hơn 300.000 người đăng ký tham gia và lập thành 280 đơn vị quân sự mới trong giai đoạn đó ông pankov lưu ý rằng lượt đăng ký vào các đơn vị tình nguyện vẫn tăng đều đặn và nhấn mạnh sự đoàn kết cao độ trong xã hội nga theo ông đó là khát khao cống hiến của công dân nga để cùng nhau đạt chiến thắng Bộ Quốc phòng Nga đang làm việc để hợp pháp hóa các quân đoàn tình nguyện. Giới chức nước này cũng lưu ý, lực lượng này vẫn được hưởng quyền lợi và bảo trợ xã hội cho bản thân và gia đình, dù tham gia vào một trong số hơn 40 đơn vị tình nguyện hiện có, hai ký hợp đồng trực tiếp với Bộ Quốc phòng. Hồi giữa tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thành luật sửa đổi quy định về nghĩa vụ quân sự và lệnh động viên, trong đó cho phép tạo ra một cơ sở dữ liệu kỹ thuật số thống nhất liên quan đến các công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ở diễn biến khác hôm 11 tháng 6, truyền thông Ukraine Kiev Independent đưa tin, vụ vỡ đập ca khúc ca không chỉ gây thảm họa ngập lụt nghiêm trọng cho cư dân hạ nguồn, mà còn đe dọa nguồn cung nước sạch của bán đảo Crimea, nơi Nga đơn phương sáp nhập vào năm 2014, bất chấp Ukraine và phương Tây phản đối. Trao đổi với phóng viên, ông Sergei Asionov, người đứng đầu bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết, ông đã nhận được chỉ thị đối phó với tình hình nguy cấp. Vì quan chức thừa nhận, lực lượng Nga đang đồn trú trên bán đảo cũng đang lúng túng trong vấn đề giải quyết nguồn cung cấp nước sạch cho người dân. Chính quyền thân Nga ở Crimea cũng tránh đưa tin liên quan đến vụ vỡ đập để các cư dân không bị hoảng loạn. Như đã đưa tin, đập Kakhovka, con đập bắc qua sông Dnipro đã bị phá hủy vào ngày 6 tháng 6 trong các đợt pháo kích. Hậu quả là hơn 18 km vuông nước tràn xuống hạ lưu cùng một lúc, làm ngập các thị trấn và thành phố, đồng thời gây ra thảm họa nhân đạo, sinh thái và kinh tế cho các khu vực lân cận. Nghiêm trọng hơn, vụ vỡ đập có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân do con đập này có chức năng cung cấp nước làm mát cho các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực. Trong bối cảnh việc điều tra thủ phạm vụ tấn công đường ống Nord Stream vẫn chưa ngã ngũ, hãng tin của Nga hôm 11 tháng 6 dẫn một số báo cáo nội bộ của tình báo Mỹ CIA cho thấy Ukraine có vẻ là bên đứng sau. Cụ thể hơn, thủ phạm có thể là một số phần tử trung thành với Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Jaluny, Tuy nhiên thì trái với báo cáo của CIA, Nhà Trắng vẫn cho rằng Nga mới là thủ phạm thực sự. Sputnik tiết lộ, CIA đã nhiều lần trao đổi với các đối tác ở châu Âu về khả năng Ukraine thực hiện vụ tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng của lục địa già. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị che giấu bằng nhiều cách để tránh ảnh hưởng đến quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Ukraine giữa nỗ lực đối phó với Nga. Trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quốc sự đặc biệt, hầu hết nguồn cung năng lượng của châu Âu đến từ Nga. Đức, cường quốc số 1 châu Âu gần như phụ thuộc 100% vào nguồn khí đốt từ xứ sở Bạch Dương, trong khi đó Pháp, Hà Lan và một số nước khác cũng nằm trong những nước nhập khẩu nguồn năng lượng nhiều nhất từ Nga. Truyền thông Mỹ cũng cho rằng Washington thực chất đã biết trước vụ tấn công đường ống Nord Stream tận 3 tháng trước khi nó xảy ra. Hồi tháng 6 năm 2022, phía Ukraina được cho là đã cung cấp cho Hoa Kỳ thông tin chi tiết về vụ việc và Washington đã âm thầm bật đèn xanh cho Kiev có khả năng lực lượng phá hoại thân với Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluny đã nhận chỉ thị trực tiếp từ vị tướng này. Trong khi đó, theo Sputnik, Nhà Trắng vẫn công khai đổ lỗi Moscow là bên phá hủy đường ống Nord Stream, bất chấp thông tin từ CIA. Một giả thuyết khác vào tháng 2, nhà báo đoạt giải Borezer đã viết rằng Hoa Kỳ đã sử dụng các thợ lặn của hải quân để triển khai các chất nổ C-4 ở ngoài đường ống Nord Stream, sau đó kích nổ chúng bằng sonar. Ngay sau cuộc tấn công vào Nord Stream, tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án nỗ lực phá hoại chưa từng có ở trên là một hành động cực đoan quốc tế. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế, tiếp theo là một số diễn biến có thể khiến căng thẳng ở châu Á tăng nhiệt. Thưa quý vị, TAS cho biết vào hôm 11 tháng 6, ít nhất 24 máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng trời trên đảo Đài Loan, nơi Bắc Kinh tuyên bố là một tỉnh ly khai chờ ngày thống nhất. Cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan tuyên bố vào lúc 2 giờ chiều theo giờ địa phương, 24 máy bay của Trung Quốc đã được phát hiện tiến vào vùng trời hòn đảo, bao gồm dàn tiêm kích j 10 G-11, G-6, Su-30 và oanh tạc cơ chiến lược H-6. Trong đó có 10 máy bay của Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan. Ngoài ra có 4 tàu hải quân của Bắc Kinh cũng hoạt động gần hòn đảo. Đáp lại, lực lượng phòng vệ Đài Loan đã điều tiêm kích và tàu hải quân cũng như kích hoạt hệ thống tên lửa không đối đất theo dõi tình hình. Trung Quốc đã bác bỏ tư cách độc lập của đảo Đài Loan và khẳng định sẽ sớm đưa tỉnh ly khai này về với đất mẹ. Bắc Kinh không loại trừ khả năng dùng vũ lực nếu cần. Ở diễn biến khác, hôm 11 tháng 6, Reuters đưa tin, trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Nong Rong đã triệu tập đại sứ Hàn Quốc để khiếu nại về việc Seoul đã có những bình luận không phù hợp liên quan đến đặc phái viên Trung Quốc tại Hàn Quốc. Theo Reuters, động thái trên là màn đáp trả của Bắc Kinh sau khi Hàn Quốc hôm 9 tháng 6 triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối những bình luận mà Seoul cho là khiêu khích và làm tổn hại quan hệ song phương. Cụ thể, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc, Chang Ho Jin, đã triệu tập đại sứ Trung Quốc, Shin Hai Minh, để cảnh cáo về những bình luận mà Seoul cho là vô lý và đầy khiêu khích, có khả năng vi phạm công ước viên về ngoại giao. Trước đó, trong cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc, Lee Jang Myung, đại sứ Sinh khẳng định Seoul đã chơi một trò chơi nguy hiểm khi can dự vào cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung. Đồng thời, vị đại sứ cũng yêu cầu Seoul phải tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc khi đề cập đến vấn đề Đài Loan. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin sau đó cũng chỉ trích bình luận của đại sứ Trung Quốc vì cho rằng mọi thứ đã đi quá xa. Về phần mình, trong công hàm phản đối được trao tận tay cho đại sứ Hàn Quốc, phía Bắc Kinh nhấn mạnh Seoul cần chấm dứt ngay việc can dự vào cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung và cũng không nên can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Liên quan đến tình hình ở Đông Á, hôm 11 tháng 6, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yon Suk Yeol cho biết, Seoul vẫn đề cao cảnh giác với mọi động thái của Triều Tiên, dù thời hạn phóng vệ tinh mà Bình Nhưỡng thông báo đã kết thúc. Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể tiến hành một vụ phóng bất cứ lúc nào mà không thông báo trước. Như đã đưa tin, Triều Tiên đã thông báo cho các quốc gia trong khu vực về vụ phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến 11 tháng 6. Vụ phóng thực sự đã diễn ra vào ngày 31 tháng 5, nhưng kết thúc trong thất bại với việc tên lửa đẩy rơi xuống biển Hoàng Hải. Ngay sau vụ phóng, Bình Nhưỡng đã thừa nhận thất bại do một số trục trặc trong động cơ và cho biết sẽ thử lại bất cứ khi nào có thể. Trao đổi với hãng thông tấn Yonhap, một quan chức cấp cao của chính quyền Seoul cho biết, mặc dù thời hạn mà Bình Nhưỡng đưa ra đã kết thúc, nhưng họ vẫn có thể phóng tên lửa đạn đạo tầm xa bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Do đó, chúng tôi vẫn phải đề cao cảnh giác trước mọi động thái của Triều Tiên để có thể đối phó một cách hiệu quả. Mặc dù Triều Tiên từng nhiều lần tuyên bố họ có quyền tự do phát triển chương trình không gian nhằm mục đích hòa bình, nhưng Hàn Quốc và các đồng minh cho rằng đó là hành động ngụy trang cho các chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vốn bị cấm theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Nhật Bản cũng vô cùng lo ngại trước nỗ lực phóng vệ tinh của Triều Tiên. Hôm 11 tháng 6 trang tin Times cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo ra hạn lệnh cho phép phá hủy bất kỳ tên lửa đạn đạo hoặc mảnh vỡ tên lửa nào từ Triều Tiên nếu chúng đe dọa lãnh thổ của Tokyo. Thông điệp trên được Nhật đưa ra sau khi thời hạn phóng vệ tinh mà Bình Nhưỡng thông báo đã kết thúc. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết, lệnh tiêu diệt các tên lửa nguy hiểm từ Triều Tiên sẽ được giữ nguyên như hiện tại. Được biết, Triều Tiên đã cố gắng phóng một vệ tinh trinh sát quân sự vào quỹ đạo vào ngày 31 tháng 5, tức là ngày đầu tiên trong thời hạn phóng mà Bình Nhưỡng đưa ra. Tuy nhiên, tên lửa đẩy đã gặp trục trặc và lao xuống biển ngay sau khi được phóng. Triều Tiên cho biết nỗ lực phóng vệ tinh lần hai sẽ diễn ra càng sớm càng tốt, bất chấp sự phản đối của quốc tế. Sau vụ phóng, Tokyo đã gửi công hàm phản đối tới Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao ở Bắc Kinh. Đồng thời lên án hành động của Bình Nhưỡng là mối đe dọa đối với an ninh của Nhật Bản. Tổ chức hàng hải quốc tế cũng đã thông qua một nghị quyết lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn hàng hải quốc tế. Hôm 11 tháng 6, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Ba Lan đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Seoul trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, nhờ nhập khẩu lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quốc phòng. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc Kita, nước này đã đạt thẳng dư thương mại 2,71 tỷ đô la với Ba Lan trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Theo đó, quốc gia châu Âu này xếp thứ 5 trong danh sách những quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thẳng dư lớn nhất với Seoul sau Hoa Kỳ 10,85 tỷ đô la, Việt Nam 7,6 tỷ đô la, Hồng Kông, Trung Quốc 5,3 tỷ đô la và Ấn Độ 3,6 tỷ đô la. Hầu hết thẳng dư giữa Ba Lan và Hàn Quốc đến từ các hợp đồng buôn bán vũ khí, trang thiết bị quốc phòng. Cụ thể trong 4 tháng đầu năm 2023, Seoul đã chuyển cho Ba Lan số xe bọc thép trị giá 255 triệu đô la, vượt xa con số 201 triệu đô la trong cả năm 2022 cũng đối với loại khí tài này. Ngoài ra, quá sát cũng đã chi 460 triệu đô la để mua xe tăng K2 báo đen của Hàn Quốc. Hồi năm 2022, Ba Lan đã ký thỏa thuận mua sắm xe tăng K2, pháo tự hành K9 và hàng loạt máy bay chiến đấu FA-50 với tổng số tiền 20 000 tỷ won, tương đương 15,5 tỷ đô la từ các tập đoàn quốc phòng Hyundai Rosen Corp, Hanwha Aerospace Industry Corp và Korea Aerospace Industry Corp (KAI). Tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan đến đời sống kinh tế xã hội, Liên quan đến nỗ lực xả nước thải từ nhà máy hạt nhân ra biển gây tranh cãi của Nhật Bản, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp nước này đã tổ chức một buổi đối thoại với các ngư dân ở Fukushima và hai tỉnh lân cận về kế hoạch xả nước thải đã được xử lý và phá loãng từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. NHK hôm 11 tháng 6 đưa tin, chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch xả nước đã qua xử lý sau khi pha loãng để giảm mức độ tritium, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Sức khỏe Thế giới về nước uống Công ty Điện lực Tokyo, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân, chuẩn bị thải nước ra biển trong mùa hè này. Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản Nishimura Yosutoshi đã tổ chức buổi trao đổi với đại diện của ngành ngư nghiệp địa phương ở các tỉnh Miyagi, Fukushima và Ibaraki vào hôm 11 tháng 6 để tạm tắt cho họ quá trình xả thải. Trong cuộc gặp với các ngư dân Fukushima ở thành phố Iwaki, ông Nishimura nói rằng việc xả thải nước đã qua xử lý và pha loãng ra biển là bước cần thiết để hướng đến mục tiêu ngừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bộ trưởng cũng hứa chính phủ sẽ làm việc để đảm bảo sinh kế của ngư dân địa phương trong khi tiến hành quá trình đóng băng hoạt động nhà máy ông Noraki Tetsu người đứng đầu liên đoàn hợp tác xã ngành thủy sản Fukushima nói rằng các ngư dân địa phương phản đối kế hoạch xả thải dù vậy với tư cách là cư dân Fukushima họ vẫn hy vọng nhà máy điện hạt nhân sẽ ngừng hoạt động ông Tetsu cho biết người dân muốn tìm giải pháp thông qua các cuộc đối thoại với chính phủ. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA được cho là sẽ công bố kết quả đánh giá về độ an toàn của kế hoạch xả thải nói trên của Nhật Bản sớm nhất là vào tháng này. Chính phủ Nhật Bản dự kiến dựa vào báo cáo của IAEA để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch xả thải từ trong nước lẫn quốc tế. Tại Israel, hàng chục nghìn người tiếp tục xuống đường vào hôm 10 tháng 6, nối tiếp chuỗi biểu tình hàng tuần đã kéo dài hơn 5 tháng qua nhằm phản đối đề xuất đại tu tư pháp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Suốt 23 tuần qua, những người phản đối đã kiên trì tổ chức các cuộc tuần hành quy mô lớn mỗi tuần. Phản đối đề xuất đại tu tư pháp vốn mở đường để chính trị gia Israel có nhiều tiếng nói hơn trong việc lựa chọn các thẩm phán. Người biểu tình Dan Grosky nói, Tôi ở đây để đảm bảo rằng chính phủ mà người dân bầu ra một cách dân chủ sẽ không đẩy đất nước vào chế độ độc tài. Chúng tôi cần đứng lên và bảo vệ quyền lợi của mình cũng như đảm bảo chính quyền sẽ không thay đổi luật vốn đang bảo vệ những điều tốt đẹp. Chính phủ Israel lại cho rằng cải cách tư pháp là nỗ lực cần thiết để khôi phục sự cân bằng trong các nhánh của chính phủ. Tuy nhiên dưới áp lực trong và ngoài nước, Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý tạm hoãn kế hoạch và sẵn sàng đàm phán với các bên đối lập. Chia sẻ với Reuters, những người tổ chức cuộc biểu tình cho biết thêm Cuộc tuần hành hôm 10 tháng 6 cũng nhằm mục đích chỉ trích các chính phủ giải quyết những tội phạm nhắm mục tiêu vào người Ả Rập sống ở Israel. Người biểu tình mang theo biểu ngữ lớn có dòng chữ 100 người Ả Rập đã bị sát hại kể từ đầu năm đến nay. Tiếp theo là một số tin tức liên quan đến thiên tai và những tác động từ biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, trụ sở kiểm soát lũ lụt và hạn hán Trung Quốc hôm 10 tháng 6 thông báo kích hoạt mức 4 trong ứng phó lũ lụt khẩn cấp giữa lúc mưa lớn tiếp diễn ở các khu vực phía nam đất nước. Các đội công tác do trụ sở điều động đã gấp rút đến vùng tự trị dân tộc Choang ở phía Nam và tỉnh Phúc Kiến phía Đông để hướng dẫn công tác cứu hộ và cứu trợ. Trụ sở cũng hướng dẫn giới chức địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, tăng cường tuần tra các khu vực nguy cơ cao, sơ tán người dân trong khu vực nguy hiểm và đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ. Theo Reuters, mưa lớn đã gây ngập lụt ở một số khu vực ở thành phố Bắc Hải, thuộc Quảng Tây Trung Quốc và ảnh hưởng nhiều ngôi làng. Lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc quân đoàn Quảng Tây đã cử một nhóm binh sĩ tiến hành chế dịch cứu hộ tại huyện Hợp nơi các tòa nhà và nông trại ở khu vực hẻo lánh bị lũ tàn phá nặng nề. Được biết, Trung Quốc có 4 cấp trong hệ thống phản ứng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt, trong đó mức 1 là mức khẩn cấp nhất. Còn ở Vương quốc Anh, hôm 10 tháng 6, người dân thủ đô London đã đón ngày cuối tuần nóng bức, vốn được đánh giá là ngày nóng nhất trong năm. Thông tin được Reuters đăng tải. Theo ghi nhận của Reuters, tại trung tâm đô thị Homer Smith phía tây London, nhiều người dân đã tranh thủ thời tiết ấm áp để treo thuyền dọc thông Thames. Trên bờ, nhiều cư dân tìm đến làng Rusland Arm để tận hưởng không khí ngoài trời và thức uống dưới ánh mặt trời rực rỡ. Nền nhiệt ở London vào cuối tuần được dự đoán đạt mức 30 độ C. Văn phòng khí tượng Anh đã đưa ra cảnh báo màu vàng về nguy cơ xảy ra rông bão trên khắp nước Anh, Scotland và xứ Wales. Tại Canada, cháy rừng tiếp tục lan rộng ở tỉnh British Columbia, thuộc phía tây nước này. Lửa đã đe dọa thị trấn Tumbler, Rigo, nơi người dân đã được sơ tán để phòng hiểm họa. Thông tin được Reuters đăng tải hôm 10 tháng 6. Canada đã bước vào mùa cháy rừng tồi tệ nhất với gần 2.400 đám cháy rừng bùng phát từ đầu năm đến nay. Trung tâm Phòng cháy và Chữa cháy rừng Canada, CIFFC cho biết 4,4 triệu hecta rừng đã bị thiêu rụi, gần gấp 15 lần so với mức trung bình các đám cháy trong thập kỷ qua, Dịch vụ chữa cháy rừng British Columbia đã công bố các cảnh quay từ trên cao cho thấy các đám cháy rừng dọc theo sông West Kiskatinaw ở tỉnh phía Đông Bắc đã lan sang diện tích ước tính lên đến 230 km vuông. Cơ quan này cũng cho biết gió đã chuyển hướng đông và ra khỏi Tumbler Ridge vào hôm 10 tháng 6, góp phần hỗ trợ nỗ lực cứu hỏa và bảo vệ cộng đồng khỏi các trận lửa dữ vốn chỉ cách thị trấn vài km. Reuters hôm 11 tháng 6 đã đăng tải cảnh quay hoạt động của núi lửa Kilauea và dòng chảy dung nham do một webcam đặt ở đỉnh núi ghi lại. Núi lửa Kilauea nằm gần công viên quốc gia trên đảo lớn của Hawaii, một tiểu bang của Hoa Kỳ. Đây là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới. Các thước phim tua nhanh này được ghi trước vào ngày 9 tháng 6. Trước đó vào ngày 7 tháng 6, đài quan sát núi lửa Hawaii đã phát hiện ánh sáng trong các bức ảnh mà webcam từ đỉnh núi ghi lại, cho thấy một đợt phun trào mới. Lần gần nhất núi lửa này phun trào là vào tháng 1 năm nay và kéo dài đến tháng 3. Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ hôm mùng 8 tháng 6 đã hạ cảnh báo an toàn đối với núi lửa Kilauea của Hawaii, một ngày sau khi cơ quan này cảnh báo đợt phun trào mới sẽ xảy ra. Theo đó, mức cảnh báo an toàn tại núi Kilauea đã chuyển từ mức cảnh báo sang theo dõi vì tỷ lệ tràn chảy cao đã giảm và không có cơ sở vật chất nào bị đe dọa. Cảnh báo hàng không cũng giảm từ mức đỏ xuống cam. Đợt phun trào hiện tại được cho là sẽ tiếp diễn, nhưng dòng chảy dung nham được dự đoán sẽ chỉ giới hạn quanh miệng và đỉnh núi lửa. Hồi năm 2019, một loạt trận động đất và vụ phun trào lớn ở Kilo đã phá hủy hàng trăm nhà dân và cơ sở kinh doanh. Hôm 11 tháng 6, truyền thông Cuba cho biết đã có ít nhất một người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải sơ tán khẩn cấp khi những trận mưa xối xả chút xuống vùng Granma phía đông quốc đảo gây ra lũ lụt trên dây rộng đã có nạn nhân thiệt mạng trong đợt thảm họa vừa qua. Đó là một người đàn ông 60 tuổi bị nước lũ cuốn trôi ở thành phố Trinquini, vùng Granma, sau khi sông Bayamo tràn bờ. Theo Reuters, nước lũ dần cao cũng khiến giao thông giữa một số điểm dân cư bị chia cắt, mùa màng bị phá hủy và lưới điện gián đoạn. Chính quyền Granma cho biết hơn 7.000 người đã được sơ tán khẩn cấp đến các nơi trú ẩn an toàn. Thống kê sơ bộ cho thấy ít nhất 10.000 ngôi nhà đã bị hư hại do nước lũ. Cơ quan khí tượng Cuba xác định nguyên nhân chính gây ra đợt mưa lũ lần này là do sự kết hợp của rãnh thấp nằm ở tầng giữa và trên của bầu khí quyển cùng với sự tăng cường của luồng không khí ẩm thổi từ phía nam. Theo dự báo, các trận mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong ít nhất 24 giờ. Chuyển sang các tin tức khác, hôm 11 tháng 6, hãng tin NHK của Nhật Bản đưa tin Hoa Kỳ đang có kế hoạch tái gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO sau 5 năm tự bỏ từ bỏ tư cách thành viên. Hồi năm 2017, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích UNESCO có thành kiến với Israel, đồng thời nhiều lần đề cập từ bỏ tư cách thành viên của Washington khỏi tổ chức. Một năm sau đó, tức là vào năm 2018, Washington đã quyết định rút khỏi UNESCO trong một động thái ủng hộ quốc gia do Thái. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây chia sẻ với NHK rằng Washington đã đệ đơn lên UNESCO vào hôm 8 tháng 6 để thông báo về kế hoạch tái gia nhập. Về phần UNESCO, một số nguồn thạo tin cho biết tổ chức này sẽ nhóm họp bất thường vào thứ Hai 12 tháng 6 để thông báo cho các thành viên về quyết định của Hoa Kỳ. Khác với chính quyền Mỹ dưới thời ông Donald Trump, chính phủ của Tổng thống Biden có xu hướng chú trọng các chương trình hợp tác quốc tế bằng việc quay trở lại gia nhập một số tổ chức thực thể mà người tiền nhiệm Trump đã rút khỏi. Hai trong số những ví dụ nổi bật nhất là thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, Chile đang đối mặt với đợt dịch virus hợp bào hô hấp nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, với ít nhất là 4 trường hợp là trẻ sơ sinh đã thiệt mạng. Cô Yesenia Sanchez, mẹ của một trong số nạn nhân cho biết, gia đình cô đã đợi cả ngày cho đến khi con cô được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trong thời gian đó, đứa trẻ bị ngừng tim 2 lần. Bộ trưởng y tế Chile, Simena Aguilera nói, mặc dù dịch virus hợp bào hô hấp đã được dự đoán trước, nhưng chúng ta đang chứng kiến một trong những đợt bùng lớn nhất trong nhiều năm. Theo nữ quan chức, trẻ dưới một tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Bà đồng thời cho biết mức độ nghiêm trọng của đợt dịch này liên quan đến sự lưu hành thấp của virus trong đại dịch COVID-19. Chính phủ Chile đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì sự chậm trễ trong công tác triển khai các biện pháp ngăn ngừa trước khi mùa đông bắt đầu ở Nam Bán Cầu. Thông thường các bệnh về hô hấp có xu hướng tăng vọt ở Chile trong mùa đông. Virus hợp bào hô hấp gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới theo mùa, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Thưa quý vị, khoảng 71% bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước và bên dưới mặt nước là một thế giới bao la, kỳ thú, gây sự sốt cho bất kỳ ai chứng kiến. Chẳng hạn như những hình ảnh sau đây sẽ cho thấy đời sống cực kỳ phong phú đa dạng của các sinh vật biển ở xung quanh quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Đoạn phim này công bố nhân dịp Ngày Đại dương thế giới hôm 8 tháng 6 vừa qua. Quần đảo Canary nằm giữa Đại Tây Dương là nơi sinh sống của hàng nghìn loài sinh vật. Khi lặn biển ở đây, người dân địa phương và khách du lịch có thể nhìn thấy những con sao biển đầy màu sắc bên cạnh cá mơ và cá tu hải đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Chính quyền Grand Canaria, đảo lớn nhất trong chuỗi đảo Canary cho biết, vùng biển này có 500 loài cá, 80 loài động vật có vú và 5 loài bò sát biển. Ngày Đại dương Thế giới được tổ chức hàng năm vào hôm 8 tháng 6 để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các đại dương. Khoảng 3 phần tư bề mặt Trái Đất do nước bao phủ, trong khi đại dương chiếm hơn 97% tổng lượng nước của hành tinh. Tin tức vừa rồi <laughs> đã kết thúc bản tin ngày hôm nay, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.